Khách hôm trước ấy Ừ. em chuyển cho anh đúng không? Ừ. Hôm nay là công chứng xong hết rồi. Ừ. Về nguyên tắc của công ty cũng như là của phòng kinh doanh ấy Ừ. thì là khách đấy là của em chuyển cho anh đúng không? Ừ. Thì là hoa hồng sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50 Anh 50 50 50, anh đúng cũng chưa không? rõ ở. Anh thì vào công ty là bao lâu rồi nhỉ? Chắc được tầm tháng hơn tháng. Hơn một tháng. Tháng gì đấy, hơn tháng tí. Cũng vướng rất nhiều việc gia đình, chạy Không đi chạy lại đúng không? không đi làm được mấy. Thì cũng chưa bán được hàng. Đấy, phải nói thẳng là Đúng chưa bán được rồi. hàng. Đấy, thế cũng rất là may khi mà hôm trước là em có một khách hàng em chuyển cho anh thì khách hàng lại mới thực hiện giao dịch. Ừ. Về đúng nguyên tắc là 50-50. Ừ. Anh là một trường hợp gọi là ngoại lệ. Riêng anh, em sẽ gửi cho anh là 80%. Em sẽ giữ lại 20%. Và Ok. 20% kia là em sẽ dùng quà để tặng khách. Ok, Chứ anh à. cuối cùng là về túi của em sẽ là 0 đồng. Đấy, đây là cái phần mà em hỗ trợ anh. Cũng như là đến Tết rồi em coi như là khoản để em lì xì anh. Ok chưa? Rất là cảm ơn em. Đặc biệt là từ cái lúc đầu mà anh về đây thì bản thân công việc anh ngoài rất là nhiều. Đấy, về đây thì anh cũng muốn gắn bó với tất cả anh em, đặc biệt là với em. Anh cũng chưa làm được một cái gì nó tốt hay là nổi trội cả. Hiện tại công việc của em thì, à của anh thì em cũng nắm rõ rồi. Thì trong cái quá trình về đây thì em hỗ trợ anh rất nhiều. Mà đặc biệt là em lại hầu như là lì xì hết cho anh như thế rồi ạ. Thực sự là anh rất là xúc động. Đấy, và rất là biết ơn em. Đấy, cảm ơn em rất là nhiều. Anh hứa là sẽ cố gắng là thực hiện tốt và sẽ làm từ bây giờ đến năm là bán hàng sẽ rất là tốt. Đấy thì cố gắng hết mình. Đấy cũng không thể phụ lòng em được. Ok, Đấy anh sẽ cố gắng hết mình. cố gắng anh nhá. Đấy. Thì thực ra là em cũng muốn hỗ trợ anh em thôi. Còn Ừ. nếu mà trong trường hợp mà anh bán được thật nhiều rồi ấy, thì thôi. Ừ. Đúng rồi. Từ giờ Đây về là trường hợp gọi là anh cũng mới, cũng chưa có giao dịch. Thì đây cũng là cái giao dịch mới của anh. đúng rồi. Và đây cũng coi như là cái bước gọi là khơi thông dòng chảy, đúng không? Đúng rồi. Đến 2024 này là sẽ có thật nhiều giao dịch, sẽ có thật nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm đầu tư bên mình. Ừ. Cũng như là những sản phẩm đó sẽ là đứng tên của anh. Ừ. Ok. Cố gắng giải vía, giải vía. Ok, chúc anh 2024 sức khỏe và phá vỡ mọi mục tiêu. Và hôm trước là mình đặt mục tiêu là bao nhiêu giao dịch nhỉ? Không nhớ. 30 thôi. 30 đúng không? Ừ, hình Ok. như 30. Còn 29 nhá. Ừ. Cảm ơn Ok. em rất là nhiều nhá. Ok, cố Chúc lên em anh. thật nhiều sức khỏe và giúp đỡ anh em rất là nhiều. Ok, cảm ơn anh. Cảm ơn em nhá. Ok.